Chào các bạn nhé. Bây giờ là 15 giờ 30 phút thứ năm ngày mùng 2 tháng 2 năm 2023, tức ngày 12 tháng Giêng năm Quý Mão. Bắt đầu từ hôm qua trời ấm và hôm nay vừa ấm vừa ẩm các bạn ạ. Cơ bản cái trận rét cuối cùng của mùa đông năm 2022-23 từ hôm kia từ mùng 10, mùng 9, mùng 10 đã kết thúc và cũng là cái đợt rét cuối. Trời bây giờ sẽ ấm và ẩm đúng theo quy luật. Mùa xuân thì nồm ẩm. Thời tiết này là thời tiết thuận lợi cực kỳ cho ra hoa các loại vải, các giống vải. Vải sớm thì quá tuyệt vời. Còn vải thiều bây giờ đang nứt nanh và đang báo hoa. Thì bây giờ diễn biến của các loại vải các vải thiều. Hôm nay mình sẽ làm riêng vải thiều ở Lục Ngạn như sau. Thì hoa nhà mình có những bông dài đến 10 phân. Có những cây này thì chưa nứt bởi vì nó là quá muộn. Và những cây cũng như những cây này nó quá xanh và quá đậm, nguy cơ ra lộc rất là cao. Đây. Đây ra đây. Đây, nguy cơ ra lộc rất là cao. Các bạn quan sát nhé, đây. Các bạn quan sát kỹ chưa? Đấy, nguy cơ ra lộc rất cao. Lá rất xanh đậm. Đấy, nguy cơ ra lộc rất cao. Vậy, bây giờ mình sẽ đưa ra cái kỹ thuật của mình đối với chung chung với tất cả các loại vải vải thiều. Anh em gọi loại muộn vải ngọt nhá. Hôm nay mình ghi hẳn vải vải muộn và vải ngọt. Đây, với những cây mà ít lá, lá xanh đậm, hoặc là những cây mình tỉa thưa, chúng ta cắt thưa ít lá. Và mùa hè, mùa thu vừa rồi mình bón phân nó nhiều, có nguy cơ ra lộc. Hoặc là những cây vải mình không khoanh, mình không làm gì, thì bây giờ với mình sẽ rắc kali. Mình bón kali không nhé các bạn nhé. Đây kali không. Kali đơn thôi, chẳng có cái gì cả. Một cây này mình bón khoảng độ 2 cân. Đây. Mình cày bốn xung quanh mình lấp lại, mình bón lại, mình bón, mình lấp không lấp kệ đó. Bởi vì kali là một trong ba nhóm phân đa lượng, người ta gọi là đạm lân kali. Thì nó không bay hơi, nó chỉ tan trong nước. Còn đối với những nhóm vải như thế này, đây, nguy cơ ra lộc thấp hơn, hoa đẹp hơn, lá nó nhiều hơn. Bởi vì chúng ta biết rồi, lá càng nhiều thì càng ra hoa đẹp. Đây. Và cũng những cây xanh đậm như nhà mình thì mình bón thêm lân. Nếu những cây mà nguy cơ ra lộc cao, chủ yếu là lộc, ra lộc cao thì mình bón riêng kali. Có thể một cây khoảng độ 2 cân kali, thậm chí 3 cân. Ở đây mình bón kali nhiều không có nghĩa là bón phân, mà bón kali nhiều để làm ngộ độc dễ. Bởi vải mình không khoanh, cây rất khỏe. Nếu mình không cho nhiều kali, không ức chế lọc, thì nó sẽ ra lọc và nó không ra hoa được, mất mùa. Cho nên mình phải bón kali cao. Còn đối với những cây vải này, ở trên ngọn thì hoa rất đẹp, nhưng trong tán nó tỷ lệ kẹp lộc cũng khá cao. Thì mình sẽ chuyển sang bón, ví dụ như 3 cân lân, 2 cân kali. Sau khi mình bón xong thì mình cày, làm cái rãnh cái rạch thật là chu đáo cẩn thận. Và qua đây mình chia sẻ thêm một chút về vấn đề chúng ta cày bừa vườn và không cày bừa vườn. Thì cày bừa thì chúng ta đều biết nó tạo cho đất tơi xốp. Tạo cho đất tơi xốp. Cây dễ thuận lợi cho quá trình phát triển. Tuy nhiên, khi chúng ta cày bừa thường xuyên mà chúng ta để khô hạn, đến lúc trời mưa đột xuất, cây vải nó dễ bị chàm. Còn tại sao nó bị chàm? Thì nguyên nhân như sau. Khi cây vải chúng ta đang phát triển và gặp mưa hay bị chàm,
Bởi vì khi chúng ta cày bừa tốt hoặc là chúng ta không cày bừa nhưng chúng ta để khô hạn, khi trời mưa bất chợt đến, rễ nó phát triển quá mạnh và nó hút chất dinh dưỡng. Mà trong ba nhóm phân chúng ta biết rồi, phân đạm là phân tan nhanh và cây hấp thụ nhanh nhất, cho nên phân đạm đã được hấp thụ trước. Khi phân đạm được hấp thụ trước dẫn đến hiện tượng là cây có thể gọi là thừa đạm hoặc không thừa, nhưng chất dinh dưỡng nó vào quá nhiều dẫn đến hiện tượng là cái đạm nó nhiều và lân kali nó thiếu hơn hoặc nó chưa bổ sung kịp. Mà khi cây chúng ta biết rồi tích chất dinh dưỡng mà nhất là nhiều đạm, thừa đạm thì sẽ đã làm nguy cơ sâu bệnh nhiều. Cho nên khi sau trận trời mưa, cây vải nó sẽ bị chàm hàng loạt. Vậy để khắc phục hiện tượng này như thế nào? Thì như mình bây giờ, kể cả vườn này, loại vải này và những cây vải lộc non và nguy cơ ra lộc cao kia, mình đều cày giống nhau. Nhưng những cây vải lộc non và tỉa thưa thoáng thì mình sẽ bón riêng kali. Còn những cây vải lộc nhiều này và ít cả có nguy cơ ra lộc này thì mình bón lân và kali. Sau đó mình đều cày làm rãnh. Và để phòng tránh hiện tượng mà khi trời mưa đến cây vải lấy chất dinh dưỡng quá nhanh vì bị khô hạn, thì mình thực hiện cái biện pháp kỹ thuật là mình sẽ làm rãnh một loạt cả vườn và đều làm tơi xốp hết. Nhưng mình sẽ thực hiện kỹ thuật là bơm nước thường xuyên. Đây là chỉ vườn mình làm được, mấy cái vùng đồng phẳng làm được thôi. Còn vùng mà đồi núi, vùng dốc thì các bạn không làm được. Còn bơm nước mình sẽ bơm như nào? Mình thực hiện cái biện pháp kỹ thuật mình vẫn chia sẻ với anh em từ năm 19 đến nay. Đó là mình thực hiện cái biện pháp tràn ly. Cái cả vườn này, cái điểm nào cao nhất mình sẽ để cái vòi nước ở đó. Và mình cứ bơm. Khi nước nó chảy linh láng, mình bơm mình sẽ điều khiển một lần đầu tiên. Mình dùng xẻng, dùng cuốc, mình đắp làm sao cho nó nước nó chảy linh láng, láng đều. Khi nào nó láng nó không chảy nữa, nó chảy mà mình không thăm nom thì nó chảy xuống ao. Cứ như thế, bơm hết ngày này sang ngày khác. Có thể chấp nhận một tháng mất thêm mấy trăm nghìn tiền điện. Như thế thì nó tránh được hiện tượng mà khi trời mưa đột xuất dẫn đến hiện tượng cây vải nó bị thừa nước, nó dẫn đến chàm. Thế thôi các bạn ạ. Đây là với vải nhà mình. Còn với vải anh em và các bạn, chúng ta làm như thế nào? Thế như mình vừa nói ở đầu video, bây giờ có rất nhiều loại những vườn vải thiều đến hôm nay mà chưa nhú hoa, chưa nhú hoa hoặc là đầu kim chưa có một dấu hiệu gì. Cây này là lộc thưa, có nguy cơ ra lộc cao, thậm chí bị ra lộc đấy. Bây giờ mình thăm vườn để biết cây nào như nào mà chưa có một dấu hiệu gì gọi là nhũ hoa thì chúng ta phải tưới kích. Vậy để tưới được đảm bảo thì các bạn thực hiện cây này ở dưới này nó thưa quá, chắc là bị nhũ lộc, chắc mình lại phải thực hiện riêng cây này. Chúng ta tưới kích bằng cái biện pháp kỹ thuật là đâu mình xem đầu ngọn nhá, phun sương trên ngọn. Tuy nhiên thời gian này trời ẩm ướt thì chúng ta không phải phun sương nữa, thì các bạn cứ phun cho nó NPK dầu lân thôi và thuốc sâu. Đấy. Để hoa đi. Ở trong lộc, ở trong thì nó kẹp lộc nhiều, nhưng ngoài ngọn hoa rất đẹp nhá. Đây. Cho nên những cây nào mà lộc nhiều, có nguy cơ kẹp lộc nhiều thì các bạn cho lân kali nhiều nhá. Còn đây này, trong này nó thưa cho lộc nhiều. Mình nói đang nói đâu nhở? Tức là cây bị nghẹn ấy thì chúng ta tưới bằng cách là chúng ta tưới phun sương và chất kích thích, phun phân kích thích đã. Đấy, chúng ta phun phân kích thích nhá. Thì mình cứ phun 10-60-10 đã, chưa gì phải phun chất kích thích nhìn vội. Bởi vì hôm nay là mùng 2, còn 2 ngày nữa mới lập xuân. Mà vải thì thông thường như nhà mình đây, nó sẽ ra hoa trước và sau lập xuân 15 ngày. Còn về thời vụ của các lâu giống vải như này, theo cách làm của mình,
Chỉ có trừ khi nào mà cái giống vải đó ở tại địa phương đó nó đã nở hoa đực. Còn chưa nở hoa đực chúng ta đều có cơ hội ra hoa hết. Và ra sau, thường thường vải thiều này lại có ưu điểm hơn. Có thể vỏ mỏng, có thể giữa khô sẽ cháy, các bạn cứ tưới nước ổn định, đều đặn thì ra sau sẽ là bán ngon nhất. Chính vì vậy mình không hay làm vải ra sớm, mình làm vải chín sau là như vậy. Vậy là đối với những vải nó còn kim, đầu kim mà không chưa ra hoa là chúng ta phải kích bằng biện pháp tưới phun sương trên phun phân vân lá dầu lân. Ui, cái ngọn này dài thế. Ngọn này mới dài này. Kém lộc nhiều quá các bạn ạ. Đấy. Còn đối với vải mà nó bị kẹp lộc như mình vườn mình đây thì mình vẫn dùng biện pháp là kỹ thuật là chỉ bón lân và kali thôi nhá. Bón lân và kali. Còn phun phân bón lá để ức chế thì chúng ta dùng các sản phẩm NPK dầu kali, ví dụ 7544 của Hợp Chí hoặc của hãng nặng được. Đấy. NPK dầu kali hoặc là MKP hoặc là N86. Ngoài ra, như các bạn nếu mạnh dạn thì chúng ta có thể dùng HTC nhé. HTC hãng cũ thì chúng ta phun nó nguy hiểm, như bây giờ mới thì tắc nó diệt lộc nó sẽ hạn chế hơn. Nhưng phun thời điểm nào, mình ví dụ cây vải này, ở đây rất tươi thoáng nhé, để các bạn quan sát này, rất tươi thoáng. Nếu đầu cành của nó thì hoa sẽ rất đẹp, mình ví dụ như thế này. Đây, hoa đầu cành rất đẹp nhé, đây, hoa trắng rồi, như trong thân. Ví dụ trong thân đây. Đây các bạn, nó tỷ lệ kẹp lộc nó nhiều hơn. Rồi. Thì khi nó ra hoa rõ ràng này mà nó kẹp lộc như này, vừa hoa vừa lộc như này, khoảng độ hơn phân, thì các bạn phun cho nó 2ml nước cho 2ml HTC cho 1 lít nước. Đây các bạn quan sát đây. Đấy. Ví dụ như cây vải như này nhá, nó có trong và ngoài tán. Đây trong và ngoài tán. Thì các bạn sẽ thực hiện cái biện pháp kỹ thuật như này. Bởi ngoài tán là hoa rất đẹp rồi, nó không hề kẹp lộc. Đây, cây vải này rất thưa nhá, rất thưa, nó không hề kẹp lộc. Thì chúng ta chỉ phun trong tán, có nghĩa là chúng ta phun ở dưới mặt trong. Chúng ta phun như này thì có ưu điểm gì? Thứ nhất là hoa trong tán, hoa trong thân ấy, lộc trong thân ấy, nó rất khỏe và nguy cơ ra lộc rất cao. Nhưng chúng ta đã phun cái HTC ở dưới thì cái này nó ức chế lộc và thành hoa này. Và nếu không may chúng ta phun mát cao, phun mạnh và phun bị nghẹn, hỏng hoa thì trên ngọn vẫn còn, tức là chúng ta chơi bài 50-50. Còn nếu chúng ta phun được như này thì chúng ta được cả vườn. Thế nhé các bạn nhé. Thôi mình đi cả vườn cũng chỉ thế thôi nhé. Hẹn gặp các bạn xem video. Mình đi về mình đang bón lần tiếp. Đây cây này rất thưa nhá, rất thưa. Và hoa đây. Đây hoa đây. Và trời từ giờ trở đi là âm u ẩm ướt nhá. Tháng 2 này sang tháng 3 thì sẽ khô ráo hơn rồi. Thì sẽ là điều kiện thuận lợi cực kỳ cho ra hoa. Tuy nhiên những cây vải nào mà các bạn lộc thân nhiều, hay lộc thân nhiều, thì nguy cơ ra hoa, nguy cơ ra lộc sẽ hạn chế. Những cây vải mà các bạn làm lộc trong thân, các bạn tỉa thưa thoáng, chặt hết lộc ở ngoài, để lòng chảo ở trên ngọn, thì nguy cơ ra lộc sẽ cao, kể cả các bạn khoanh. Đây chúng ta các thực hiện cái biện pháp như mình. Thôi mình dừng video. Cảm ơn các bạn xem video nhá. Đây các bạn quan sát những cây vải mình nhá. Đây cây trên ngọn nhá, lộc rất thưa này. Đấy. Ôi, hở ra như cả cái chiếu, như cái giường luôn. Chỉ lộc trong tán đây. Hoa đây. Nhân vật flash nhá. Cảm ơn các bạn xem video nhá. Nếu các bạn có ý kiến gì các bạn chia sẻ tiếp. Mình tiếp tục mình lại chia sẻ một video. Năm nay là năm thứ 3 mình không khoanh. Và có vườn hay vườn trúc cũng năm thứ 4 mình không khoanh rồi. Còn tính mình làm liều nhá, các bạn phải khoanh nhá, chỉ có mình không khoanh thôi.
Cây này nó rậm quá, cho nên ngoài nó ra thì chắc trong này chưa ra được. Phải rậm lắm các bạn ạ. Khi mà chúng ta muốn dùng HTC diệt lộc thì chúng ta phải để nhú hoa nhá. Nó nhú rõ ràng là hoa mới lộc chúng ta mới phun. Chứ chúng ta từng phun trước. Bởi lúc này chúng ta phun ức chế lộc để còn lại hoa. Còn chúng ta phun trước là nó nghẹn, nó không ra được. Nhưng vì trời bây giờ nó quá ẩm rồi, nó chuyển sang ẩm rồi thì chúng ta phun. Khi nó ra thì cái hoa này có thể có nguy cơ là cái lộc nó sẽ rụng và nó không rụng gì nữa, nó hạn chế. Còn hoa sẽ phát triển. Còn chúng ta không phun thì hoa lộc lộc mà ấm lên nó chuyển thành lộc. Đấy, như thế thôi. Mình làm nhiều video rồi. Đây, cây này rậm lắm các bạn ạ, nhìn này. Trong rậm quá nó thành tỷ lệ lộc rất cao nhá. Cây bên này nữa. Thôi mình về nhà rồi, mình cứ đi đâu mình quay lung tao tung xong mình về nhá. Xong mình dừng video, cũng nhấn bất cứ lúc nào. Đây, lộc trong thân của tháng 3 đây. Đây, cây chanh hà không sử dụng biện pháp kỹ thuật gì đây, chỉ tuốt lá đây. Đấy. Thôi mình dừng video, cảm ơn các bạn xem video.